Những năm qua, từ nguồn vốn vay ưu đãi của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Tiên Lữ đã giúp cho nhiều hộ dân trên địa bàn giảm nghèo, có việc làm ổn định, cải thiện đời sống. Hiện nay, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Tiên Lữ đang triển khai 10 chương trình tín dụng để nguồn vốn đến đúng đối tượng và tiết kiệm thời gian chi phí thấp nhất cho người thụ hưởng. Đơn vị đã phối hợp thực hiện ủy thác với các tổ chức, hội, đoàn thể ủy nhiệm qua các tổ tiết kiệm và vay vốn. Đến nay trên địa bàn huyện đã thành lập được 273 tổ tiết kiệm và vay vốn. Các tổ tiết kiệm và vay vốn đã phát huy tốt vai trò trong hoạt động tín dụng như phối hợp với cán bộ ngân hàng thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc sử dụng nguồn vốn vay, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, động viên khuyến khích khách hàng nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong 5 tháng đầu năm 2021, doanh số cho vay đạt trên 55 tỷ đồng với gần 1.200 lượt khách hàng được vay vốn. Nhờ nguồn vốn chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất, góp phần giúp hàng nghìn lượt hộ dân thoát nghèo, tạo điều kiện cho nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vững bước đến trường, tạo việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động địa phương.